Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì được gặp lại mọi người trong video mới của kênh. Như mọi người đã biết, miền Tây là miền sông nước. Bởi vì thế, việc phát triển kinh tế có sự đóng góp rất lớn của những cây cầu nơi đây. Video hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một trong những cây cầu lớn ở miền Tây. Cầu Rạch Miễu, Bến Tre, Tiền Giang. Rạch Miễu là một cây cầu bắc qua sông Tiền nằm trên quốc lộ 60 nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bờ bắc của cầu là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bờ nam là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách thành phố Bến Tre 10 km. Bắc qua Cù Lao Thới Sơn của Tiền Giang và Cồn Phụng của Bến Tre. Cầu Rạch Miễu nằm trên quốc lộ 60 bắc qua sông Tiền, cách bến phà cũ khoảng 1 km về phía thượng lưu. Dự án khởi công ngày 30 tháng 4 năm 2002 và đưa vào sử dụng ngày 19 tháng 1 năm 2009. Tại thời điểm năm 2010, đây là chiếc cầu dây văng thứ hai trên sông Tiền và cây cầu lớn thứ ba ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhỏ hơn cầu Cần Thơ do Nhật thiết kế và thi công và cầu Mỹ Thuận do Úc thiết kế và thi công. Đây là cây cầu dây văng khẩu độ lớn đầu tiên do chính các kỹ sư người Việt tự chủ từ khâu thiết kế đến thi công. Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và các công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải thiết kế và xây dựng, gồm phần thiết kế được Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải TEDI đảm nhiệm. Liên danh 3 nhà thầu Cienco 1, Cienco 5, Cienco 6 đảm nhiệm thi công xây dựng. Và do Cienco 1 làm lãnh đạo liên danh và thi công nhịp chính dây văng của cầu. Cây cầu đã xóa bỏ thế cô lập về giao thông đường bộ giữa Bến Tre và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện để phát triển kinh tế phía Nam và Bến Tre tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông theo hướng quốc lộ 60, với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Cầu Rạch Miễu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực. Toàn thể dự án có chiều dài 8.331 m, riêng phần cầu chính gồm cầu số 1 và 2 có chiều dài 2.868 m. Trong đó, cầu số 1 dài 1.878,4 m được thiết kế là cầu dây văng có sơ đồ nhịp là 117 m cộng 220 m cộng 117 m. Trụ tháp gánh toàn bộ nhịp dây văng được thiết kế dạng chữ A, cao 117 m. Mặt cầu rộng 15 m, có 4 làn xe và 2 làn dành cho người đi bộ. Độ cao thông thuyền 37,5 m, cho phép tàu có trọng tải 10.000 tấn đi qua. Cầu số 2 có chiều dài 990 m, là cầu đúc hẫng cân bằng có sơ đồ nhịp 55 m cộng 3 x 90 m cộng 55 m. Bề rộng mặt cầu 12 m, tĩnh 0,7 m. Nhịp dẫn hai đầu cầu được thiết kế là nhịp Super T có chiều dài 40 m mỗi nhịp. Ngày 30 tháng 4 năm 2002, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát lệnh khởi công dự án cầu Rạch Miễu. Đến tháng 2 năm 2005, các cọc khoan nhồi hai trụ tháp dây văng T18 và T19 đã được thi công gần xong. Ngày 26 tháng 8 năm 2005, tiến hành lao dầm hai nhịp dẫn đầu tiên của công trình cầu Rạch Miễu phía bờ Tiền Giang.
Sau khi hoàn thành hạng mục bệ trụ tháp ngày 2 tháng 9 năm 2005, CIENCO 1 đã đổ mẻ bê tông đầu tiên xây dựng trụ tháp dây văng T18. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm công trình và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân ngày 9 tháng 10 năm 2005. Khi hai trụ tháp dây văng bắt đầu định hình, chuyên gia ESCO, người Phần Lan có mặt để chuyển giao công nghệ đúc dầm dây văng. Tháng 7 năm 2007, hai trụ tháp dây văng T18 và T19 cơ bản được xây dựng xong, bắt đầu thi công hạng mục phức tạp khác là đúc dầm cầu dây văng bằng kỹ thuật đúc hẫng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của chuyên gia nước ngoài. Ngày 14 tháng 7 năm 2007, tiến hành căng bó các dây văng đầu tiên tại trụ tháp T19. Chiếc cầu dây văng rạch miễu dần được định hình như hai chiếc quạt khổng lồ đang xòe ra trên sông Tiền. Cầu rạch miễu tại thời điểm tháng 1 năm 2008. Ngày 20 tháng 8 năm 2008, cầu rạch miễu được hợp long trong niềm hạnh phúc vô bờ của hàng chục triệu dân tỉnh Bến Tre và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Năm tháng sau, cầu rạch miễu đã hoàn thành và được khánh thành ngày 19 tháng 1 năm 2009. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cắt băng khánh thành cầu rạch miễu lúc 11 giờ ngày 19 tháng 1. Đoàn xe diễu hành qua cầu dây văng cầu số 1. Thông xe cầu số 2 cầu rạch miễu phía bờ Bến Tre lúc 11 giờ 5 phút ngày 19 tháng 1. 1 giờ 40 phút ngày 19 tháng 1, lực lượng cảnh sát giao thông công an Tiền Giang chính thức ra hiệu cho xe gắn máy được tham gia giao thông trên cầu rạch miễu. Chỉ một phút sau, dòng người như vô tận háo hức đặt chân lên cầu rạch miễu phía bờ Tiền Giang. Những chuyến phà cuối cùng qua sông Tiền. Sau hơn 100 năm tồn tại phục vụ hành khách, chiều 19 tháng 1, bến phà rạch miễu sẽ ngừng hoạt động. Cầu rạch miễu có thiết kế khá hẹp do kinh phí thấp và mục đích xây dựng là để thay thế phà. Nhưng sau khi có cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên giúp rút ngắn khoảng cách từ các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng xe tăng lên gấp 10 lần. Do đó, việc kẹt xe kéo dài rất dễ xảy ra. Và theo ý kiến người dân, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở cầu rạch miễu một phần cũng là do trạm thu phí đặt gần cầu. Dù chỉ lưu thông một chiều nhưng mật độ xe cộ vẫn rất cao. Ngày 27 tháng 1 năm 2021 tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố đưa vào hoạt động bến phà tạm rạch miễu. Như vậy là tròn 12 năm kể từ chuyến phà cuối phà rạch miễu hoạt động trở lại nhằm chia lửa với cầu rạch miễu. Bến phà rạch miễu tạm được xây dựng tại bến đò Song Thuận, nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre, cách cầu rạch miễu hiện tại khoảng 9 km về phía thượng lưu. Bến phà được kết nối từ đường tỉnh 844 phía bờ Tiền Giang và quốc lộ 57B phía bờ Bến Tre. Bến phà tạm rạch miễu có 3 phà trọng tải 100 tấn. Tổng mức đầu tư dự án bến phà rạch miễu tạm khoảng 70 tỷ đồng. Do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư. Ngày 29 tháng 3, tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu rạch miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Đây là một cây cầu có khẩu độ lớn được xây dựng để giảm tải cho cầu rạch miễu hiện hữu. Dự án đầu tư xây dựng cầu rạch miễu 2 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, quy mô 6 làn xe, 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đây là dự án đầu tư công với tổng kinh phí trên 5.175 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
vị trí xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu. Điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giảm thiểu tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông, tiết kiệm chi phí cho các phương tiện lưu thông vì khoảng cách giao thông đường bộ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau được rút ngắn.